Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Yên Bái, hàng trăm hecta lúa có nguy cơ mất mùa. Tuyên Quang đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa, phát triển du lịch. Những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương. Dự lễ phát động có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương. Tháng nhân đạo năm 2024 bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Trong tháng nhân đạo năm nay, toàn hội tổ chức các hoạt động, phấn đấu đạt các chỉ tiêu 70.000 người tham gia chiến dịch, triệu bước chân nhân ái qua ứng dụng Virex đạt 700.000 km. Tương ứng kinh phí vận động ủng hộ đạt 7 tỷ đồng dành cho các hoạt động nhân đạo. Đồng thời, hội phấn đấu vận động nguồn lực đạt 400 tỷ đồng để triển khai các hoạt động. Dự kiến toàn hệ thống hội trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo. Cũng tại lễ phát động, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 300 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng tặng các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thời gian qua, huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã và đang có những biện pháp quyết liệt để từng bước hoàn thành tiêu chí giao thông, từ đó giúp người dân đi lại thuận lợi hơn và đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ năm 2021 đến nay, huyện Tân Sơn đã xây mới được 9 cây cầu. Đây là nỗ lực rất lớn của huyện miền núi Tân Sơn trong việc xây cầu để thay thế các ngầm tràn qua suối. Cùng với đó, toàn huyện có 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được cứng hóa. Các trục đường thôn bản cũng đạt tỷ lệ cứng hóa gần 88%. Huy động lồng ghép các nguồn lực để tập trung phát triển giao thông, nhất là ở các địa bàn khó khăn, là mục tiêu mà huyện Tân Sơn đã đề ra. Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông gắn với hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Từ đầu vụ đông xuân đến nay, tình trạng thiếu nước tưới xảy ra cục bộ tại cánh đồng Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Các diện tích lúa đang thời kỳ làm đồng, trổ bông nên nhu cầu về nước hết sức cấp thiết. Hiện tại thị xã Nghĩa Lộ, một số công trình thủy lợi bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các nhà máy thủy điện. Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú, đơn vị chịu trách nhiệm phục vụ tưới tiêu cấp nước cho hơn 640 ha đất sản xuất nông nghiệp vùng cánh đồng Mường Lò. Do việc xả nước nhỏ giọt của nhà máy thủy điện nên công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do thời gian xả nước của nhà máy quá ít, chiều dài kênh dẫn 26 km nên lượng nước chưa chảy về đến điểm cuối kênh dẫn đã hết thời gian xả. Hầu như toàn bộ diện tích bãi tưới cuối kênh dẫn đều trong tình trạng thiếu nước, hàng trăm hecta lúa đang có nguy cơ mất mùa. Những ngày qua, nắng nóng hạn hán khiến người dân ở tỉnh Sơn La mong mỏi có một trận mưa. Thế nhưng khi trời đổ mưa thì lại là mưa đá kèm theo dông lốc. Điều này đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Cuối tuần qua, một trận dông lốc lớn kèm theo mưa đá đã xảy ra trên địa bàn xã Triềng Bức của huyện Thuận Châu. Hàng loạt ngôi nhà đã bị gió lốc mưa đá làm vỡ ngói và tốc mái. Nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh không có nơi ở. Nhiều hàng hóa của người dân đã bị hư hỏng do thấm nước mưa. Báo cáo nhanh trên địa bàn huyện Thuận Châu đã có 277 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 2 hộ bị sụp nhà hoàn toàn, 13 hộ tốc mái hoàn toàn, 6 hộ có nguy cơ đổ sập và 206 căn nhà bị tốc mái. Hiện tại, huyện Thuận Châu đang tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại và lên phương án khắc phục hậu quả.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giải quyết việc làm mới cho trên 22.000 lao động trong năm 2024, các cấp các ngành tỉnh Tuyên Quang đã và đang khẩn trương thực hiện các giải pháp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường hoạt động tư vấn giới thiệu, tuyển dụng lao động. Hàm Yên là một trong những địa phương chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hết quý 1 năm 2024, huyện đã giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động. Trong đó, lao động làm việc tại tỉnh là trên 600 người, lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước là trên 300 người. Bên cạnh đó, công tác đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài cũng được thực hiện hiệu quả. Huyện đã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan đơn vị, ủy ban dân các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được cũng như là nắm rõ được các cái thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước. Từ đó thì công dân sẽ lựa chọn được các cái địa điểm rồi là các cái đơn hàng lao động theo như là cái nhu cầu cũng như là mong muốn và phù hợp bản thân. Để thực hiện các mục tiêu về giải quyết việc làm cho lao động, công tác dạy nghề, tạo việc làm theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng được xác định là một trong những giải pháp bền vững. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu với tỉnh ban hành các đề án, nghị quyết, chỉ thị thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Ngành nghề đào tạo đã bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt mô hình ba nhà, nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp, tăng cường liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, nhà máy, các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban dân các huyện, thành phố để triển khai thực hiện tốt cái chương trình đào tạo nghề cho người lao động nông thôn từ các cái chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các cái hoạt động về tư vấn giới thiệu việc làm, tìm kiếm các cái nhu cầu việc làm từ các doanh nghiệp để đưa lên và thông tin kịp thời đến người lao động, đảm bảo là đáp ứng được cái nhu cầu tìm việc của người lao động trên địa bàn tỉnh. Gắn công tác giải quyết việc làm với phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu về lao động việc làm cả giai đoạn từ 2020 đến 2025 đã đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai có 11 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh. Hàng năm huyện đều có các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trùng tu tôn tạo, tu bổ, quản lý chặt chẽ các hoạt động bảo vệ di sản tại di tích để phục vụ cho phát triển du lịch ở địa phương. Bà Hoàng Thị Thanh hiện là thủ nhang tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Phúc Khánh trên địa bàn thị trấn Phố Giàng. Bà là người phát hiện ra ngôi đền cách đây 36 năm và trông coi đền suốt quãng thời gian từ đó đến nay. Nhà nước cho tôn tạo lại đền thì chúng tôi giữ bảo quản tất cả các thứ mà đã đưa vào đến trong đền. Cho đến bây giờ thì bây giờ vẫn hoàn nguyên, là không có xước xát thế nào cả, để giữ tồn tại lại cho nó được duy tích, cho nó được là được lâu dài mà được mãi mãi. Trong tổng số 11 di tích trên địa bàn huyện Bảo Yên, đền Bảo Hà là điểm thu hút đông đảo du khách nhất, được nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí, tu bổ, tổ chức quy hoạch, trùng tu, tôn tạo, mở rộng khu vực di tích, xây dựng các công trình phụ trợ. Đồng thời, việc giải tỏa lấn chiếm khu vực di tích đã làm cho không gian đền ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách. Vào những ngày đông khách thì sẽ thường xuyên là hướng dẫn du khách vào hành lễ làm sao đảm bảo được cái thứ nhất là đảm bảo an ninh trật tự, cái thứ hai nữa là đảm bảo được công tác phòng cháy cháy nổ, cái thứ ba nữa là để du khách đến với đền Bảo Hà thực hành đúng những cái nghi lễ mà địa phương quy định. Triển khai thực hiện việc khoanh vùng cắm mốc các cái di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thì đồng thời thì cũng tham mưu cho Ủy ban dân huyện để lập các cái dự án để thực hiện công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ các cái di tích trên địa bàn huyện. Thì qua đó thì góp phần là bảo vệ các cái giá trị văn hóa vật thể cũng như là các cái văn hóa phi vật thể tại các cái di tích. Trong giai đoạn 2021-2022, huyện đã trùng tu tôn tạo được 7 di tích với nguồn kinh phí nhà nước đầu tư và kinh phí xã hội hóa ước trên 200 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến với các di tích danh lam thắng cảnh và điểm du lịch trên địa bàn huyện Bảo Yên ước khoảng trên 100.000 lượt,
Tổng nguồn thu từ các di tích danh thắng trên địa bàn huyện là hơn 22 tỷ đồng. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 24 ngày 25 tháng 4 năm 2024. Tỉnh Lào Cai nhiều mây, sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng, vùng cao trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Tỉnh Lai Châu sáng có mây vài nơi, đêm về sáng trời lạnh, trưa chiều hửng nắng, vùng núi cao trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Tỉnh Điện Biên trời quang mây, đêm về sáng trời lạnh, gió nhẹ, trưa chiều hửng nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Tỉnh Sơn La trời quang mây, đêm về sáng có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Tỉnh Yên Bái sáng có mây vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Tỉnh Hà Giang trời có mây vài nơi, đêm về sáng có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Tỉnh Tuyên Quang trời quang mây, đêm về sáng trời rét, gió nhẹ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tỉnh Phú Thọ sáng có mây vài nơi, trưa chiều hửng nắng, đêm về sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.